Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Team trẻ trâu ngày hôm nay tập hợp rất là đông. Đó, bạn nhìn thấy nè, thấy gớm chưa? Bao nhiêu đứa vậy trời, đếm thử coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 đứa luôn các bạn. Có thêm 2 thành viên mới nữa. Thành viên này hôm bữa các bạn cũng đã biết rồi. Tiểu Chôm. Đó, cái đầu nó y như là trái chôm chôm vậy đó. Hôm nay anh chơi trò gì vậy? Thử thách nào mà khó khó á. Dễ quá em chơi không được. Thử thách dễ quá giờ đang chơi không được nha các bạn. Các bạn làm chứng cho tôi nha. Thôi bây giờ sẽ lấy mấy trái bóng bàn ra. Lấy bóng bàn ra để làm gì vậy? Lấy bóng bàn ra tất nhiên là chơi bóng gỗ rồi. Xéo bóng gỗ ra luôn. Rồi đưa anh một quả review cho các bạn người ta coi trước cái nè. Các bạn nhìn đây nó rất là tưng nè các bạn. Nè. Thấy chưa? Đó. Rất là tưng luôn. Cho nên người ta mới gọi là bóng bàn. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái luật lệ chơi như sau. Chúng ta sẽ trải ra ngoài sân rất là nhiều cái thao. Sau đó mỗi bạn sẽ có 3 quả bóng bàn ném vào. Rồi cảm ơn. Bây giờ cưng mấy cưng trải cái này ra. Thưa thưa ra đều ra. Một ô gạch cách một ô gạch. Sắp xếp xong hết mấy cái thao rồi nè các bạn. Bạn thấy chưa? Ủa ném quả bóng vô cái thao này thôi sao? Không có phần thưởng gì hả? Hay bây giờ anh để tiền vô mấy cái thao này cho bọn em có hứng? Để bao nhiêu là đủ đây hả mấy đứa em? Một thao cỡ 1-2 triệu rồi anh nha. Chứ ra phần thưởng thì tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi các bạn ạ. Mạnh ra. Một đống thằng xé không nổi cái bọc. Bọc gì đâu mà dai vậy trời. Rồi. Để xuống. Đây các bạn, mình đặt hàng ở trên Bay Store. Có cái kênh luôn là Bay Store, y như là cái chữ này như thế này đây. Đó, và nếu các bạn nào có nhu cầu mua những cái món vũ khí như thế này, hoặc là những bộ sưu tập của các bộ phim anime, thì các bạn hãy vào kênh đó, đăng ký mua luôn. Đấy, lần này mình tập hợp review cho các bạn sơ sơ nè. Đó, thanh kiếm nè. Đẹp bá đạo chưa? Đó, chữ Nhật đó, đọc ngáo. Chú thật. Công nhận anh ngáo đọc tiếng Tàu hay thiệt. Nãy giờ anh đang đọc tiếng Tàu Lào đó. Còn đây là món vũ khí của nhân vật nào? Các bạn nhìn thôi các bạn cũng đã biết rồi. Kirito. Chính xác. Đây, wow. Cái cây đó làm bằng sắt luôn nha các bạn. Cầm ơi. Ôi, đẹp ghê chưa? Đó, đây là cái vỏ kiếm của nó nè. Đút vào. Chơi đi anh ơi, chơi đi. Chị hết nổi rồi. Người ta gọi ta là kiếm khách vô tình. Ngọc, mày mới là học sinh lớp 6 mà mày dê gái quá trời luôn. Mày đáng tội xử trảm. Con trai nào mà không mê gái, không mê gái là BD rồi. Tưởng mày có kiếm, tao không có kiếm mà. Nhào vô. Khoan đã. Cái gì vậy? Ây da, cái gì đây ca chó này? Có thể đi ra cho bọn em chém lộn được không đó hả? Thao hay là từng cái rổ tôi đã để vào trong này ứng với từng món vũ khí hết rồi. Nếu mà em lấy trái bóng bàn đó, đây em ném nó lọt vào trong cái rổ thì là em lụm món đó thôi. Ví dụ em ném lọt vào rổ này thì lụm. Dễ không? Dễ. Đó, bây giờ có thêm tiền nữa nè. 50.000 vào cái thao này. Đó, 50.000 vào thao này. Ok. Ủa sao cái thao nào cũng dính tiền hết vậy? Trò chơi gì dễ như vậy? Chỉ có một số cái thao, ví dụ như này là hết đất 20 cái. Đó, bên cái thao này là trừ 10.000 nè các bạn. Trừ 10.000 là sao anh Vinh? Tức là mấy em khi ném quả bóng lọt vào cái thao này thì mấy em sẽ gửi ngược lên 10.000. Chứ sao các bạn, đúng không? Trò chơi nào chả vậy, phải có thắng, có thua, có phạt, có thưởng. Mấy đứa này sao lúc nào cũng lại hết trơn vậy? Nè các bạn nhìn nè, ở trong này cái món nào cũng là 50.000 trơn. Có những cái kiếm này là mình mua tới 100 mấy chục ngàn luôn nè các bạn. Chê, ông bỏ ra mấy trăm ngàn đặng mua đồ chơi cho tụi bay chơi. Tụi bay thắng á thì tụi bay vui, còn tụi bay lọt vô cái ô trừ 10.000 á thì tụi bay ngồi than. Bây giờ mỗi bạn ở đây chỉ có một cơ hội duy nhất ném 3 quả bóng. 3 quả bóng đó, quả nào lọt vào cái thao nào ứng với phần quà hay phần thưởng thì lấy luôn, hiểu chưa? Yeah. Lùng trước lớn chơi sau, bé con này chơi trước. Bậy. Ném đi. Hộp. Chỗ này ném cái gì trời, cố lên tiên. Ném. Ôi ôi ôi, hộp rồi, quả thứ ba. Nhỏ này ném bóng hay là nó trò dịch đi trời. Cố lên tiên. Trời. Tiểu Phương ném đi. Ôi, hộp rồi. Trời ơi, xém vô mà trời. Quả thứ hai. Hộp luôn. Ôi, quả thứ ba. Hộp rồi. Trái bóng bàn ném nhẹ đã từng rồi, làm gì ném
Bạn Dân. Bước vô sát mất đi gái. Rồi ném coi. Ôi hộp rồi ôi. Quả thứ hai. Hộp luôn. Quả thứ ba. Con. Ủa gì kỳ vậy? Thấy nhìn dễ mà sao khó vậy? Con gái ném bông nhìn thấy mất tích. Mày đưa bấm cho tao đi. Tao sẽ hiện. Rồi ném đi. Ôi rồi thể hiện kìa. Chào quả thứ hai đi. Quả thứ ba. Mày thấy được chưa? Tụi ném bóng không có vô. Một quả. Quả thứ hai. Hộp rồi. Còn quả cuối nè các bạn. Chúc mừng em, mời em đi vô. Vô đây, thành viên tiếp theo là ai? Em. Ai? Cunu, lấy ba quả bóng bàn đi. Anh Cú Hảo, ném quả đầu tiên đi. Hộp rồi, quả thứ hai. Xem nữa chúng rồi, quả cuối cùng. Các bạn, mình là thành viên mới đây. Các bạn thấy mình đẹp trai không? Nói về độ đẹp trai thì Cunu ta đây là xếp hạng thứ hai, là không có người xếp hạng thứ nhất. Rồi em ném đây quả bóng đầu tiên, ném. Cầm ném. Bị ném quả đầu tiên nè, ném Ngọc ơi. Ngọc rồi, cái ném này hên xui lắm, ném đi. Ôi trời ơi. Cái kiếm này đẹp thiệt trời. Tối nay về ôm ngủ luôn. Cái cây của Ngọc lấy là cái cây em khoái nhất luôn á. Giờ em phải gán lấy cái cây kia mới được. Có chừng anh ném lọt vào cái thao trừ 10.000 đó. Ôi, nhỏ này nói chuyện xui xẻo quá. Giờ em ném anh nhìn. Quả đầu tiên ném. Xui quá các bạn. Giờ mình ném quả thứ hai nha. Ném đi. Thấy mày hết hy vọng luôn rồi đại ơi. Rồi luôn, thế là hết phim. Vũ Thanh này chơi bất cứ game nào cũng rất là hay. Tôi không biết cái game ném bóng bàn vào thao này bạn ấy có thành công hay không, nhưng mà tôi chắc chắn với các bạn rằng sẽ rất là hồi hộp và kịch tính đó. Vậy ném quả đầu tiên rồi Vũ Thanh ơi, ném Vũ Thanh ơi. Rồi chúc mừng em, còn hai quả bóng nữa lận các bạn ơi, ghê thiệt. Ném quả thứ hai đi. Gì vậy? Rồi ném đi, quả cuối cùng. Xem vô cây kiếm màu trắng luôn rồi trời. Bây giờ tới thành ngáo nha các bạn. Ngáo hậu báo lắm. Coi thử coi không biết tình hình sao đây. Còn có mấy món hả, gán ném vào cây kiếm bự mới được. Ngáo nó ngắm gì mà thấy ghê vậy trời. Ủa mà xin tính ngắm tới khi nào vậy ngáo? Chọi đi. Bình tĩnh. Mình nóng giận cỡ nào mình phải bình tĩnh mới làm việc có hiệu quả các bạn. Đúng rồi. Em giống cái tính anh rồi đó. Chuẩn bị quả bóng thứ hai nha. Bình tĩnh các bạn ơi, mình còn một cơ hội thứ ba nữa. Cơ hội cuối cùng nha em, gắng lên nè, chuẩn bị nè, ném cho kỹ nha. Rồi ném. Bình tĩnh, nóng quá trời. Thành viên cuối cùng, anh Da Đen. Anh Da Đen. Cái tướng của thằng cu Da Đen này giống cái tướng của mình, chắc ném không vô rồi. Đúng là mấy thằng gà, mày nhìn kỹ cái tướng của tao đi. Ôi da, anh làm cái gì mà một chân trống một chân dở để làm gì vậy hả? Trời cho dễ chúng. Trời ơi ghê vậy. Thử nha. Rồi ném quả đầu tiên coi.
thôi. Wow. Anh cho em ném hay quá vậy. Nhưng mà cái thao đó có phần thưởng gì đâu mà ném vô. Ném cái quả đầu chơi thôi, tới quả thứ hai là mới là thiệt nè. À, ghê vậy da đen. Trời. Chị khoan. Cái tư thế này là gì vậy? Ít ngồi đáy giếng hay gì vậy? Thôi, ghê vậy da đen, ném cho đen ơi. Ôi trời ơi, nó tức. Ôm bềm đê hay gì da đen? Ôi, màu vậy? Quả cuối nha, rồi ném đi. Ui trời ơi. Tức quá các bạn ơi. Thằng đầu chung chơi của mày ra về mày mệt chứ tao á. Tao có làm gì mày đâu mà tao mệt. Tao đang bực giùm cái đầu mày thế mất ghét rồi. Sao mày nhận cái chém thớt hả Phúc? Nhìn chung thì trò chơi này tới đây là kết thúc được rồi. Vui là chính. Đó. Chiến thắng là 10, nụ cười là tất cả. Rồi chốt lại là em nào chiến thắng thì giơ phần thưởng lên khoe với các fan nào. Giơ lên, được bao nhiêu người thắng? 3. Trời ơi, có 3 người ha. Đây, trong đó là có bạn đầu châm chơi mình đã có phần thưởng giá trị nhất. Tiếp theo là thanh kiếm Zoro. Thích không? Dạ thích. Có coi phim One Piece không? Dạ có. Trò chơi này coi dễ chứ ném khó lắm các bạn ơi. Thôi nhìn chung thì giờ nhập học rồi thì các bạn ở đây cũng cố gắng cuối tuần thứ bảy chủ nhật mỗi ngày quay một cái video để up trong tuần cho các bạn xem. Đó cho nên các bạn cũng hãy đăng ký, nhớ nhấn vào cái chuông luôn để ủng hộ động lực cho team Tony nhé các bạn. Chúc các bạn luôn luôn khỏe. Hẹn gặp các bạn những video sau đây. Bye.